Ok, thì vì như mấy anh đã biết á, thì cái kênh YouTube Quán Nước Mũi của mình á chuyên làm mấy cái clip hướng dẫn hay là chỉ cho mấy anh này cách lên được chiến đó phải không? Nhưng hôm nay thì khác nha. Hôm nay mình sẽ nói cái tin này cũng không biết là tin tin như thế nào. Nói chung là tôi sẽ bán kẹt rồi đó mấy anh này. Ai mà tâm huyết đó có thể mua giúp tôi nha. Tôi bán nó với giá 1 triệu thôi. Bán giờ hơi rẻ rồi đó. Ông mà chắc ba mấy triệu bán gì cũng hơi đắt thật. Cái hạt lực chiến ba mấy triệu này bán hơi đắt á. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ show cái hạt này cho anh em nha. Mấy anh em nào mà thấy ưng á có thể mua giúp tôi. Để tôi cũng đăng trên cái group rồi mà có anh hai kia anh chạy giá 800k. Tôi thấy không biết kiếm thì một mớ được không này. Thì đây nha. Đầu tiên là nhãn giả thì mình cũng có khá là nhiều ếch. Đây Itachi. Giờ ếch ếch là có anh Sage nha. Orochimaru này. Kisame 4 sao. Conan cũng 4 sao luôn. Thấy nhiều không? Gaga thì giờ có thể nâng lên 4 sao nếu mấy anh hai chơi nha. Đây, Gaga 98 mảnh có thể nâng lên 4 sao luôn. Thì cũng rất là nhiều ếch nha. Mình chỉ còn thiếu mấy con thôi, 4 con hay sao rồi. Mình chuẩn bị chen để lấy con Stunade này nè. Đây. Hai con này là bữa sự kiện kia mình không có chơi, cho nên mình không có lấy được, mấy này thông cảm. Thì con này thì phải gọi là quá khó lấy luôn. Tiền ngắn thì có 69 mảnh thôi. Thì quyển trục này, quyển trục thì quyển trục 7 nha. Quyển trục 7 mới lên thôi. Bộ pháp thì cũng là bộ pháp 7 luôn. Đây, chỉ có thông linh là thông linh 6 thôi. Ủa phải, hình như quyển trục này 6 rồi à. 1 2 3 4 5 6 à 7 à, bị quyển trục 7 nha. Thông linh là thông linh 6. Tại thông linh nó đánh rất là khó, kiểu như là rất là khó ra cái này để nâng nè, chơi phụ bản á. Thì mình có mèo với full vĩ thú. Từ 1 vĩ đến 7 vĩ nha. Hai con này thì thôi chua lắm. Thì đây. Khá nhiều nha. Từ từ có anh hai nào nhắn tin cho mình cái. Ok. Thì tiếp tục là Bác Môn. Lát thế nhờ, Bác Môn mới có thương môn thôi. Tại mình bị thất bại hơi nhiều đó. Thiệt luôn. Mình thất bại hơn năm hơn 20 lần luôn, 50 là hơi sao liền. Tới cường quá đi cho mấy hai coi ngọc. Đây bỏ thạch đây. Bỏ thạch 7 nha. Ba gì bỏ thạch 7. Đấy. Cũng được phải không? Cũng cũng rất là gì này nọ phải không? Giờ thì cũng chỉ có như đó thôi nha. Với mấy cái này thì có mấy cái mảnh mảnh nhẫn giả rồi đó. Thì hai cái nhẫn đỏ này. Có một cái này nữa sẽ nhận được một cái vũ khí lục đạo nếu mấy này lên cấp nha. Đây, khuôn đúc trang bị tới 21 cái khuôn lận. Quá hợp lý luôn phải không? Mảnh này. Mảnh thì cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Sasuke đáng lẽ là mình lấy được rồi, tại bữa đó là mình ngủ quên á, không là mình lấy được Sasuke rồi. Đây thì mấy cái con cấp A này cũng thì cũng khá nhiều mảnh. Tại mình quay tay cũng hơi nhiều á. Quay tay là triệu hồi đó nha mấy này. Được cái vậy nha. Cái này thì hồi bữa mình mới bán 7 cái với giá 300 vàng. Ủa 5 cái chứ nhầm, 5 cái. Mình bán cho sư phụ mình á. Không là mình lên Sanin 1 rồi. Mà lên Sanin 1 thì nó xấu lắm. Thì ạc mình cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Mấy nay nào mà thấy được á thì cứ mua ủng hộ mình nha. Cảm ơn mấy nay trước luôn. Từ từ để mình còn cái gì để mình cho mấy nay. À còn cái chỉ số nữa. Còn cái chỉ số nữa. Thì chỉ số này cũng phải gọi là chỉ số này cũng khá là mạnh á. Đây chỉ số đây. Để mình lên, lát mình lên mộng giới mình thử chỉ số mấy hai luôn. Thôi mình lên luôn đi, lát chi nữa. Ồ, mà lên mộng giới cũng thử được gì đâu. Thôi, thì ạc mình cũng chỉ có vô đây thôi nhắm mấy hai. Đây. Cấm thực thì full 100 hết nha, full 100k hết luôn, có cái này là 96 này, còn nhiêu full 100 hết. 100 này. Đây. Ổn không? Thì tôi bán cái này giá 1 triệu đó, mấy này nào thấy ưng thì nhớ mua giúp tôi nha. Cứ EB cho tôi sẽ mấy này cứ comment đi, ai mua thì comment, tôi sẽ gửi cái link Facebook của tôi mấy này vô và EB với tôi nha. Ok mấy này. Bye mấy này nha.
chúc bên này một buổi chiều thật là vui vẻ. Tại vì á, tôi đang buổi trưa, chắc chắn buổi chiều mấy nay mới vô coi. Ok nha, bye mấy nay luôn. Nhớ mua ủng hộ tôi nha. Subscribe kênh tôi luôn. Bye mấy nay.